Xin chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em một bài học trong môn vật lý lớp 7, đó là bài 21 sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ đồ mạch điện. Để vẽ được sơ đồ mạch điện, chúng ta cần phải biết ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Ký hiệu của nguồn điện, một pin hay một ắc quy được ký hiệu như sau. Gồm có hai thanh hai gạch, một gạch dài và một gạch ngắn. Gạch dài có dấu cộng, gạch ngắn có dấu trừ là cực âm, gạch dài có dấu cộng là cực dương. Hai nguồn điện mắc nối tiếp hay một bộ pin, một bộ ắc quy được ký hiệu như sau. Gồm có hai gạch dài và hai gạch ngắn được đặt song song và xen kẽ nhau. Gạch dài có ký hiệu dấu cộng là cực dương, gạch ngắn có ký hiệu dấu trừ là cực âm. Bóng đèn là một hình tròn có đường gạch chéo ở giữa. Dây dẫn được ký hiệu là những đường thẳng. Sau đây là ký hiệu của công tắc đóng và công tắc mở, hay còn gọi là khóa ca đóng, khóa ca mở. Các bạn hãy chú ý thật kỹ những ký hiệu của một số bộ phận mạch điện để vẽ được sơ đồ mạch điện. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ đồ mạch điện. Câu C1, sử dụng các ký hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này. Cô có hình chụp mạch điện hình 19.3, gồm có một nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, một khóa ca mở và một bóng đèn. Trước tiên chúng ta hãy vẽ các bộ phận của mạch điện. Một nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, một khóa cam mở, một bóng đèn được lắp đặt, được đặt đúng vị trí như hình mạch điện. Sau đó chúng ta sẽ dùng ký hiệu của dây dẫn để nối các bộ phận lại với nhau, tạo thành một sơ đồ mạch điện. C2, từ sơ đồ hình 19.3, hãy vẽ một sơ đồ khác bằng cách đổi vị trí các ký hiệu. Từ sơ đồ hình 19.3, cô sẽ có một số sơ đồ mạch điện như sau. Nếu thay đổi vị trí của khóa ca và nguồn điện, ta sẽ có sơ đồ A. Nếu thay đổi vị trí của bóng đèn và nguồn điện, ta sẽ có sơ đồ B. Nếu thay đổi vị trí của khóa ca và nguồn điện, ta sẽ có sơ đồ C như sau. C3, mắc mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kính và đèn sáng. Ở đây cô chọn sơ đồ mạch điện A. Trước tiên cô cần một nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, một bóng đèn, một khóa ca mở. Sau đó cô dùng dây dẫn điện để nối các bộ phận lại với nhau. Cực âm của nguồn điện sẽ nối với khóa ca. Cực dương của nguồn điện sẽ nối với bóng đèn. Và khóa ca thì nối với bóng đèn, đã tạo thành một mạch điện kính, đóng công tắc, đèn sáng. Mặc dù đã thay đổi vị trí các bộ phận trong mạch, thì khi đóng khóa ca vẫn đảm bảo được mạch điện kính và đèn vẫn sáng. Sau đây chúng ta hãy hoàn thành kết luận của sơ đồ mạch điện. Mạch điện có thể mô tả bằng sơ đồ, và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng. Từ sơ đồ mạch điện như hình, ta có thể lắp lại hình mạch điện, sơ đồ mạch điện tương ứng. Từ sơ đồ mạch điện, ta có thể lắp được một mạch điện tương ứng. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong sơ đồ mạch điện. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là chiều dòng điện. Trong thế kỷ thứ 19, khi mới nghiên cứu về dòng điện, các nhà khoa học đã quy ước về chiều dòng điện và tới nay vẫn còn được sử dụng, đó là chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Từ cực dương qua dây dẫn
qua các dụng cụ điện, đó là khóa cao và bóng đèn và về cực âm của nguồn điện. Ở chương trình vật lý lớp 7, chúng ta chỉ sử dụng nguồn điện, đó là pin hoặc là ắc quy có chiều không thay đổi thì được gọi là dòng điện một chiều. Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. Đây là các electron tự do trong dây dẫn kim loại. Khi nối vào nguồn điện thì các electron tự do này sẽ chuyển động theo chiều cực âm của pin đẩy và cực dương của pin hút các electron tự do. Còn quy ước về chiều dòng điện, đó là chiều dịch chuyển của chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn qua thiết bị điện và về cực âm của nguồn điện. Vậy chiều quy ước của dòng điện và chiều dịch chuyển của nguồn điện trong tự do trong dây dẫn kim loại là chiều ngược nhau. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần 3 luyện tập. Câu C5, hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ hình 21.1A để biểu diễn dòng điện có trong sơ đồ mạch điện hình 21.1B, C và D. Hình A, chiều dòng điện từ cực dương qua dây dẫn qua bóng đèn qua khóa cao và về cực âm của nguồn điện. Hình C, hình B được biểu diễn như sau. Hình C được biểu diễn như sau, dòng điện đi từ cực dương qua dây khóa cao qua bóng đèn và về cực âm. Hình D sẽ được biểu diễn từ cực dương qua khóa cao qua bóng đèn và về cực âm của nguồn điện. Sau đây cô có một số bài tập luyện tập. Bài 1, dòng điện cung cấp bởi pin hay ắc quy có chiều như thế nào? A. Không xác định. B. Của dây dẫn điện. C. Thay đổi. D. Không đổi. Đáp án chính xác của câu hỏi này là không đổi. Bài 2, chiều dòng điện được quy ước là chiều như thế nào? Từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. B. Chuyển dời có hướng của các điện tích. C. Dịch chuyển của các electron. D. Từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện. Đáp án chính xác của câu của bài tập số 2 này là A. Từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Tiếp theo ta qua bài tập số 3. Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là A. Dòng điện không đổi. B. Dòng điện một chiều. C. Dòng điện xoay chiều. D. Dòng điện biến thiên. Câu trả lời chính xác của câu bài tập số 3 này là C. Dòng điện xoay chiều. Bài 4, sơ đồ của mạch điện là gì? A. Là ảnh chụp mạch điện thật. B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các ký hiệu của các bộ phận mạch điện. C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó. D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ. Câu trả lời của bài tập số 4 là B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các ký hiệu của các bộ phận mạch điện. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của một chiếc đèn pin dạng ống tròn và có vỏ nhựa. Câu A. Nguồn điện gồm mấy pin? Ký hiệu nào tương ứng với nguồn điện này? Cực dương của nguồn điện được lắp vào phía đầu hay phía cuối của đèn pin? Do hình vẽ cho ta thấy nguồn điện này gồm hai viên pin mắc nối tiếp có ký hiệu như sau. Cực dương của nguồn điện, đây là cực dương của nguồn điện, đây là cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin? Được lắp về phía đầu của đèn pin. Đóng công tắc đèn sáng. C6B, vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên ký hiệu
chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi đóng công tắc. Đóng công tắc đèn sáng, ta sẽ vẽ được sơ đồ mạch điện gồm có một nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, một khóa ca đóng, một bóng đèn. Sau đó ta sẽ dùng dây dẫn để nối các bộ phận này lại với nhau. Khi đóng công tắc đèn sáng sẽ có dòng điện chạy trong mạch điện có chiều như sau: dòng điện đi từ cực dương qua bóng đèn, qua khóa ca và về cực âm của nguồn điện. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được cấu tạo và hoạt động của các đèn pin. Sau đây cô có phần ghi nhớ để chốt lại những kiến thức chúng ta đã được học từ đầu tới giờ. Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp được mạch điện tương ứng. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Các em học sinh hãy ghi phần ghi nhớ này vào vở và học thuộc. Chúng ta đi vào bài tập củng cố. Cô có một số bài tập như sau: kẻ đoạn thẳng nối các số 1, 2 ở cột bên trái với chữ A, B ở cột bên phải trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và ký hiệu sơ đồ của nó. Đối với bài tập này, các bạn hãy làm vào vở bài tập và đọc lại cho cô kiểm tra. Cô có bài tập thứ hai như sau: hãy vẽ sơ đồ sau và vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch điện khi đóng công tắc. Cô có hai sơ đồ mạch điện như sau. Các bạn hãy vẽ cho cô sơ đồ mạch điện của hai mạch điện này vào trong giấy và nộp lại cho cô kiểm tra. Hướng dẫn dặn dò về nhà. Các bạn hãy học thuộc ghi nhớ của bài này, làm 5 bài tập trong sách bài tập, xem bài số 22 tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện. Bài học đến đây là hết. Cô xin chào các bạn.